Xin kính chào quý anh chị các bác quay trở lại trung tâm xe qua sử dụng. Và em và tới có địa chỉ tại số 26 đường Cầu Diễm, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Và số hotline của em là 0977 500 055. Quý anh chị nào có nhu cầu tìm các mẫu xe đã qua sử dụng có thể gọi điện qua số của em vừa đọc ở phía bên trên. Đấy, bên em rất nhiều mẫu xe. Hiện tại thì bên em có một chiếc xe mới về đây, Toyota Fortuner máy dầu, máy xăng, số tự động 2017. Lốp vẫn rất dày nha các bác nhá. Đấy, lốp theo xe cả dàn chạy có 6.2 thôi. Nội thất ghế da màu nâu, đề lộ start top, hộp số tự động 6 cấp, ngoài ra hai chế độ lái đấy ạ. Màn hình rách tách, điều hòa tự động với hai dàn lạnh, hai dàn cửa gió phía sau nha các bác nhá. Đấy, ghế da rất mới. 2017 một chủ từ đầu biển tỉnh đã rút hồ sơ rồi các bác nhá. Biển ngoài ngoài mình bác nhá. Cảm biến sau. Lốp đây ạ. Khung gầm đấy. Toyota nói về khung gầm máy móc động cơ thì rất là bền bỉ rồi. Và xe gia đình thì chạy rất ít, cửa kính lên xuống một chạm. Đây, ghế chỉnh điện, vô lăng tích hợp các nút bấm. Đó các bác nhá. Đấy, chạy 6.2. Xe khoang máy móc rất là sạch sẽ, cam kết chất lượng, xe không lỗi lầm tai nạn đâm đụng ngập nước. Nguyên bản nguyên zin các bác nhá. Đây ạ. Này, các bác này, đó. Xe có sơn lại một chút nhưng mà vẫn là nguyên bản nguyên zin và có mức giá vô cùng hợp lý, chỉ là 795 triệu. Giá vẫn có thương lượng và hỗ trợ quý anh chị các bác nhá. Cam kết bằng văn bản. Các bác nào quan tâm đến mẫu xe nào cứ gọi điện cho em nhá. Xin chào, hẹn gặp lại các bác nhá.